Chương 148. Bốn món của bộ xích nguyệt. Đám điển thất cũng không dễ dàng gì. Tình huống này giống như bạn quen được một cô gái xinh đẹp, kết quả lại bị thằng bạn dê xồm đáng khinh quấn quýt đòi giới thiệu. Ngăn không được, khuyên không xong, đành phải hỏi ý kiến gái đẹp mới là dẫn thằng bạn sang. Mang người ta tới liền là buông tay mặc kệ, đương nhiên là không tốt. Nhưng mà chuyện đám điển thất lo lắng không phải chuyện này. Cái đẹp trước mắt họ chắc chắn không bị cái tên dê xồm ăn hiếp. Họ chỉ nói gái đẹp, đánh chết cái tên dê xồm lại là xử luôn cả mình. Dù sao đây là thực, không phải là gái đẹp gì cả, mà là cao thủ đại ca mới cấp 30 đã là nắm chùm khu mới. Lặng lẽ nghe phong hòa ở kia lừa đảo, đám điển thất vừa tức giận vừa buồn cười. Trong mắt họ, chút thủ đoạn của phong hòa chỉ cỡ tầm đi dụ trẻ em xem cá vàng. Lấy nó mà đi lừa cao thủ đại ca như là dùng dao giết gà đi mổ trâu, các bạn có đáng buồn cười không cơ chứ? Ghê hơn nữa, tên kia còn là mặt mày hớn hở, chẳng hề cảm thấy chính mình ngu cỡ nào. Đám điển thất hận không thể bỏ đến đầu dây mạng bên kia, nhìn xem dáng vẻ trước màn hình của cao thủ đại ca bây giờ ra sao. Hẳn là không muốn đập lạt cái máy tính ấy nhỉ. Phong hòa chém từ đời sống còn dần và kinh tế trong game cho tới phúc lợi của từng công hội lớn. Mỗi việc nhỏ nhặt như vào công hội trong game bị hắn chém trở thành chuyện hết sức quan trọng, như là đổi nghề, nói không ngớt hồi lâu. Sau cùng Diệp Tu chỉ bình tĩnh trả lời một câu: tìm tụi phá bản phải trả phí, cao thủ đại ca vạn tuế. Đám điển thất dường như muốn quăng luôn tai nghe hô một tiếng. Họ phát hiện mình không nên lo lâu thay cao thủ đại ca. Chút kỳ xảo cỡ lão cá vàng ấy có là gì, ở trước mặt cao thủ đại ca chả đỡ nổi một đòn. Hả, thu phí thôi mà. Này, dễ bàn, bao tiền? Phong Hoa nói. Không cần tiền bạc, muốn vật liệu, những vật liệu hiếm hoặc là thứ tụi cần. Diệp Tu cười. Ồ thế à, vậy ông muốn gì? Phong Hoa hỏi. Còn phải xem ông muốn phá phó bản nào. Diệp Tu nói. Vùng đất lưu lạc. Phong Hoa bảo, cấp bậc của hắn đang 30, cũng xem như là cấp bậc dẫn đầu của đám người chơi, đương nhiên không thể so với đội hình tinh anh cày suốt 24 tiếng của công hội lớn. Nói chung người thường cũng không có điều kiện làm thế. Vùng đất lưu lạc à? Diệp Tu do dự. Thực tế hắn kiếm xong món mình cần ở phó bản khi đấu luyện cùng đội Vi Thảo, không thấy ô tiên cơ tăng lên cấp 25 sao, mà giai đoạn tiếp theo lại là cần vật liệu và trang bị cấp 30-40. Người chơi công hội Nguyệt Luân có tăng cấp mau tới đâu cũng thuộc dạng theo đuôi như Diệp Tu. Hôm nay mới lên cấp 30, những món cấp 30 và 40 bọn họ chắc không giao được bao nhiêu. Ây, bốn món xích nguyệt thế nào? Diệp Tu nghĩ xong đưa ra một cái đáp án. Món này hẳn không thành vấn đề. Phong Hoa bên đây cũng là do dự xem xét. Hiển nhiên với những cái loại công hội do người chơi lập ra giải trí như bọn họ, hội trưởng không hề có đủ quyền lực để tự mình đưa ra quyết định như ba công hội lớn. Đa số hội trưởng không có khí áp của kẻ lãnh đạo, ngược lại giống hệt cái kẻ đầy tớ nhân dân, hầu hạ từ trên xuống dưới hội, lỗ lực rất lớn nhưng mà không được khen ngợi. Có điều tại khu mới, đối mặt với phần lớn ma mới, trong mắt đám ma mới ngờ nghịch thì lũ chim già vẫn là có uy tín. Chẳng qua chút uy tín ấy không đủ để bất kỳ ai nhường đổ trong tay mình cho cộng đồng xài chung. Bộ xích nguyệt, bộ đồ dành riêng cho pháp sư chiến đấu. Trên phương diện trang phục, nhân vật vinh quang chia làm 6 bộ phận gồm đầu, vai, áo, thắt lưng, giày và quần. Bộ xích nguyệt này chính là một cái bộ trang bị bình thường nhất, thường có 6 món, cứ 2 món thì có thể kích hoạt một cái dòng thuộc tính trang bị. Riêng áo choàng hấp huyết mà quân mặc tiếu đang khoác, rồi nhẫn, vòng cổ hay huy chương thuộc loại trang bị trang sức. Theo thiết lập của vinh quang, thường ký trang bị sẽ mặc tăng phòng ngự vật lý, còn trang bị trang sức gia tăng phòng ngự pháp thuật. Thế nhưng trang bị trang sức không đủ loại cấp bậc phòng ngự vải, da, xích nặng và nhẹ như trang bị để mặc. Các chức nghiệp chỉ cần tìm cái loại mình thành thạo là được, còn trang sức thì cần phải tự người chơi dựa theo nhu cầu lựa chọn cho khác cách phù hợp. Với những bộ người chơi cấp 30, chưa phải là thời điểm cần những trang sức này lắm, nhưng toàn thân mặc trang bị chức nghiệp thì có thể nâng cao năng lực không ít. Theo thói quen hiện nay của người chơi vinh quang cấp 30 sẽ là bắt đầu theo đuổi trang phục chức nghiệp, tiếp đấy nếu có điều kiện thì tăng 5 cái cấp rồi đổi, không có điều kiện thì 10 cấp mới đổi. Còn hoàn toàn không theo đuổi, đấy không phải là không biết chơi mà nó trực tiếp được kéo thẳng. Diệp Tu là tán nhân, bộ trang bị có giá trị khá hữu hạn với hắn, bởi vì thuộc tính ẩn của bộ trang bị thường là tăng kỹ năng mỗi chức nghiệp, còn thường kỹ năng
trên cấp 20, những kỹ năng ấy quân Mặc Tiếu không có, mặc cũng như không. Lúc này muốn bộ xích nguyệt của pháp sư chiến đấu đương nhiên là vì muốn buông súp Đường Nhu kiếm điểm. Cô bé cũng là chủ lực trung kiên của đội pháo phá bản, nhưng mà nhìn trang bị cả người bây giờ là vô cùng thê thảm. Tuy đội phá bản của Diệp Tu thường được xem như là đoàn người có quan hệ mật thiết, mỗi người không cấp đặt trang bị, nhưng mà cũng không thể có ưu thế về số lượng tài nguyên phân phối sẵn có trong tổ chức mọi công hội. Chỉ dựa vào nỗ lực bản từng ngày, muốn cả người mặc đủ bộ trang bị lý tưởng thì khá khó. Hiện giờ đã là cấp 30, nếu không theo đuổi trang phục chức nghiệp, so với đám người chơi tinh anh của công hội tựa như bên mạnh bên yếu, với sự nghiệp phá bản có phần bất lợi. Các loại chênh lệch về số liệu này kém là kém, có kỹ thuật cũng không thể bù đắp. Trong phá bản cấp thấp, phát huy kỹ thuật vốn là có giới hạn, huống chi cái tên nhóc lừa họ kia không thể không phòng, ai biết được lúc nào nhảy ra quấy rối. Bốn món bộ xích nguyệt có vấn đề ư? Diệp Tu hỏi. Ách, đừng vội. Phong Hoa hiển nhiên không có quyền thế như hội trưởng ba công hội lớn, vật liệu để phân phối trong tay khá hữu hạn, hơn nữa trang bị như vậy chắc chắn bị người khác lắc điểm lấy mất trong phó bản, sao cho công hội. Trong công hội của bọn họ không có tồn tại chuyện này. Đám điển thất lúc này kinh ngạc, bọn họ không để ý việc hội trưởng bận bịu gom góp trang bị chi nào, khó tin hỏi. Cao thủ đại ca, ông giúp công hội tụi lập kỷ lục ư? Thú vị mà, lập ở đâu cũng vậy thôi, Diệp Tu nói. Bốn món trong bộ xích nguyệt, đám điển thất là người chơi lâu năm, biết đánh giá giá trị. Bọn họ cũng từng hóng xem Diệp Tu muốn gì khi giúp ba công hội lớn lập kỷ lục, ngay cả đồ cam cũng là hét giá cả. So ra bốn món bộ xích nguyệt này quá nhỏ bé, bộ xích nguyệt này cũng lắm chỉ là đồ lam mà thôi. Ha, tụi mà muốn đồ cam công hội mấy ông cũng không thể có đâu nhỉ, Diệp Tu nói. Không có, điển thất nói. Lên ảnh xuống giá, Diệp Tu nói. Thì muốn bốn món làm gì, sao không lấy luôn cả bộ, điển thất hỏi. Hình như đó là công hội của mấy ông, Diệp Tu nói. Cao thủ đại ca không cần nể mặt tụi đâu, thật đó, điển thất cực kỳ thành khẩn. Làm gì có, Diệp Tu cười. Kỷ lục đổi được từ bốn món bộ xích nguyệt cũng không cao lắm. Vô gì à, Nguyệt Trung Miên reo lên. Là lẽ phải thôi, Diệp Tu nói. Mấy ông có cho luôn 6 món, thành tích cũng không lưng cao nổi. Vì sao, điển thất hỏi. Ông xem, vũ khí trong tay Hàn Yên Nhu mới là 25. Không chỉ em ấy, bánh bao xâm lấn cũng thế. Không có bộ trang bị chức nghiệp và vũ khí tím cấp 30, kỷ lục của bạn tạm thời không thể đạt được cực hạn, Diệp Tu nói. Nói như thế thì kỷ lục đánh giá hiện tại đến lúc đấy là vẫn bị người ta phá, điển thất hỏi. Với người chơi bình thường, kỷ lục hiện tại là cực hạn. Chúng ta phá cái này có lẽ không ai bắt kịp được nữa đâu, Diệp Tu nói. Thế nên, trừ khi có đứa nào rực mỡ, Diệp Tu nói. Ai vậy? Đám điển thất càng ngày càng khó hiểu. Cao thủ, Diệp Tu làm cho cả đám tiếp tục khó hiểu. Cao thủ phá phó bản sao lại gọi thành rực mỡ? Tên Phong Hoa kia khuyên can mãi trong công hội, xin cái này khuyên cái nọ, chém hết tiền đồ đến lý tưởng cả tầm quan trọng của việc phát triển công hội. Rốt cuộc thực sự có bốn món xích nguyệt mà hắn ta gạt được. Đương nhiên bốn món này thuộc bốn người chơi khác nhau, mà vốn bốn người này cũng không có đủ bộ, mất một món cũng không quá đau lòng. Tụi đi lấy trang bị, 12 giờ tụi mình gặp. Phong Hòa dứt lời chạy trước. Nghe ý của nó thì nó đã chuẩn bị đi theo nhỉ, Điền Tất nói. Chuẩn rồi, Mộ Vân Thầm gật gật đầu. Sao thì nó cũng là hội trưởng, cho nó đi đi, Thiểm Sinh Ni nói. Có mấy chỗ trống, Nguyệt Trung Miên hỏi. Nếu như bình thường thì có một chỗ nhỉ, Điền Tất nói xong đành hỏi Diệp Tu. Các thủ đại ca, đội ngũ còn mấy chỗ trống? Một chỗ á. Công hội mấy ông ai tới, Diệp Tu hỏi. Hẳn là hội trưởng tụi. Điền Thất nói. À được mà, Diệp Tu gật đầu. Còn điều nào không thể ư, Thiểm Sinh Ni nói. Diệp Tu liếc nhìn chức nghiệp cậu ta, không phải nghề của DPS thì không tiện lắm. Thiểm Sinh Ni lệ rơi đầy mặt. Cậu ta là kỵ sĩ, nghề MT không phải thuộc DPS, nghĩa là danh sách trong đội lập kỷ lục quá bản. Lên TV của cao thủ đại ca mãi mãi không xuất hiện tên mình. Nén bi thương, nén bi thương, mọi người nhào nhào an ủi. Phong Hoa đi một cái chuyến, rốt cuộc mang bộ xích nguyệt trở về. Lúc này Mộ Vân Thầm và Thiểm Sinh Ni tạm biệt ao trước. Cuộc sống cả hai khá bận rộn, mỗi ngày chơi game không quá nhiều, số lần phó bản mỗi ngày cũng xài không hết. Bánh bao, bánh bao, Diệp Tu bắt đầu gọi. Bánh bao đây. Phó bản tối nay phá kỷ lục, Diệp Tu nói. Nên TV à, tụi thích, đến đây. Bánh bao sầm lấn rất thích cái trò vận động này. Gần rạng sáng không giờ, không cần Diệp Tu kêu hô, Tô Mộc Tranh cũng là đúng giờ lên mạng. Cùng lúc đấy,
còn có mỗi hội trưởng của những công hội, mà xông pha hàng đầu chính là hai vị khách quen Lam Hà và gia đội Hàn Đàm tin nhắn gửi sang như thường nhanh. Hình như tối nay ông anh có thể đánh bạt vùng đất lưu lạc rồi. Đánh thuê dài hạn bắt đầu từ đêm nay được không? Ông anh 30 rồi, đã xem xét vấn đề đánh thuê dài hạn chưa? Tin nhắn không chỉ từ hai người bọn họ. Mấy ngày này rất nhiều người thuộc các công hội lớn dây dưa với Diệp Tu, Quân Mạc Tiếu có bao nhiêu mỗi ngày có thể mấy lần đánh phá bản, bọn họ nắm rõ hơn cả Diệp Tu. Hiện tại Quân Mạc Tiếu cấp 30, số lần phá bản đổi mới, mọi người đoán rằng đêm này chính là đêm mà kỷ lục mới của vùng đất lưu lạc được sinh ra. Kỷ lục này hòa rơi nhà ai, nhà ấy tranh thủ, nhưng mà tranh thủ một lần không đủ. Điều mà mỗi công hội lớn cần bây giờ là cần một đội đánh thuê ổn định như vậy, chứ không phải mà một đội hôm nay mang danh nghĩa công hội nhà mình, ngày mai cũng là cái tên ấy, lại mang danh nghĩa của một công hội khác. Đây quá là khó coi. Một đống tin nhắn Diệp Tu không hề gấp gáp, chậm rãi trả lời từng cái. Đêm này tụi giúp công hội Nguyệt Luân phá kỷ lục. Chương 149, buổi đấu giá lớn. Công hội Nguyệt Luân. Nghe tên công hội thì đến một lửa số hội trưởng các công hội lớn đều là mờ mịt. Đối với bọn họ, các công hội nghe tên nhiều đến thuộc đều là câu lạc bộ đứng đằng sau. Chỉ có công hội như thế mới lọt vào tầm đối thủ cạnh tranh trong mắt họ. Công hội Nguyệt Luân, người nghe qua thì có, nhưng chắc chắn đây là một cái công hội không có kẻ chống lưng, chỉ là do người chơi thường lập lên, phát triển thuộc thành dạng tâm tâm một công hội như thế. Thế mà trong vòng vây bao nhiêu công hội lớn lẫn Quân Mạc Tiếu đi mất, các hội trưởng đều mất bình tĩnh hỏi thăm công hội Nguyệt Luân này muốn giở cái trò mèo gì. Đương nhiên chỉ là đơn giản hỏi thăm. Công hội cỡ Nguyệt Luân đương nhiên không được các công hội lớn nằm phụ trong trò chơi. Lúc này không có tin tình báo, chỉ có thể tìm người quen trong các công hội khác gián tiếp hỏi thăm. Thế mà vẫn hỏi được thật. Dù sao công hội Nguyệt Luân cũng không giống họ phong hoa muốn nạp cái bộ xích nguyệt, nên giống trên kênh bang hội phát động kêu lực lượng quần chúng khuyến khích 4 chiến đấu pháp sư mỗi người hy sinh một món trang bị xích nguyệt. Toàn bộ công hội đều biết chuyện, lại chẳng có gì cần che giấu. Đương nhiên là nghe bằng hữu hỏi thăm lập tức nói ra ngoài. Rất nhanh 4 món trong bộ xích nguyệt, tất cả hội trưởng công hội lớn nghe được cái giá này đều là phun máu xối xả. 4 máu trong cái bộ xích nguyệt, thế mà tính là thu phí hả? Đối với công hội bọn họ chả khác gì tặng không. Thứ rất nhiều nhất trong phó bản cấp 30 chính là bộ trang bị làm 4 món bộ xích nguyệt ấy, há mồm cũng lấy ra được. Người chơi trong công hội bọn họ rất là chuyên tâm, gom người có đủ cả bộ trang bị chức nghiệp cũng là được vài đội. Hơn nữa, chế độ trong công hội bọn họ khá hoàn thiện, cần trang bị xích nguyệt công hội đương nhiên là đổi vật bù lại, cho nên chỉ cần mấy câu là có thể đào ra 4 món. Không giống như phong hoa van ông lạy bà gạt trên nửa dưới mới làm được 4 món này. Tóm lại, đây thực sự là điều kiện quá dễ dàng đối với các công hội lớn. Sao lại để công hội Nguyệt Luân chiếm lợi? Các công hội bình tĩnh không nổi, rất nhiều người đưa ra điều kiện hấp dẫn đối với Mạc Tiếu. Người anh em, một bộ xích nguyệt thế nào? Một bộ xích nguyệt cộng thêm vũ khí trưởng màu ngân quang cấp 30. Hai bộ xích nguyệt, ông mặc một bộ làm gì thì làm. Đủ loại điều kiện liên tục, hậu đãi hơn hẳn 4 món xích nguyệt kia. Diệp Tú cũng không ngại phiền kiên nhẫn hồi âm từng người. Ấy vậy mà trong số đó lại không có Lam Vũ và gia đội Hàn Đàm chạy lại kêu gào. Hai người này không phải qua một lần hai lần với Diệp Tu coi như hiểu biết kha khá. Bốn món bộ xích nguyệt này căn bản không phải là tiền công giúp đánh phó bản của tên này. Quân Mạc Tiếu ra giá có một đặc điểm vừa khiến người ta có chút đau lòng vẫn cảm thấy đáng giá. Điều đó chứng tỏ hắn là một tay ra đời, có sự hiểu biết rất nhiều với trò chơi, đánh giá cực kỳ chuẩn xác, dựa vào tác phong quán. Lúc này cần trang bị chức nghiệp 4 món tương đương với 4 bộ trang. Nghĩa là sao? Quỹ đồ gì? Nam Hà và gia đội Hàn Đàm mở mịt tiềm đoán. Mà các công hội lớn tuy rằng hành động khá nhất trí, nhưng lại chả biết gì với nhau. Giấu tất cả thói quen cài vùng so thám. Nhưng mà lúc này khu mới lập, những cái kẻ lòng cốt trong hội đều là những kẻ lão làng chuyển từ khu cũ mà tới, ác nhỏ mới gia nhập, làm gì có lúc này cũng là chiếm không được sự tín nhượng cao. Các hội trưởng đều biết và đề phòng vấn đề này cả. Có điều trong đó vẫn có gián điệp thầm niên trà trộn vào. Loại gián điệp này không phải là ác nhỏ chui vào báo danh gia nhập khu mới, đó đều là làm vùng từ khu cũ tới. Lần này báo danh tới vùng mới khai hoang thì được chọn chúng. Những tên thế này đến khu mới đã thành tinh anh trong công hội, có làm rộn nên thì cũng là khá dữ. Lúc này muốn nghe được động tĩnh từ mỗi công hội chỉ có thể dựa vào những kẻ làm vùng thâm niên đó.
nhưng cũng không có nhiều kẻ như thế lắm. Người mà phía Lam Hà liên hệ được cũng chỉ là một người đang trà trộn trong công hội Luân Hồi. Công hội Luân Hồi là công hội trong game online của câu lạc bộ Luân Hồi. Chiến đội Luân Hồi mới nổi lên mấy năm gần đây. Cao thủ át chủ bài của đội là Chu Trạch Khải, người nổi nhất trong Vinh Quang hiện nay. Không ít chuyên gia, fan đều xem trọng tương lai của chiến đội Luân Hồi. Một đối thủ mạnh mẽ như thế tự nhiên là trong liên minh hay trò chơi đều được chú ý đặc biệt. Luân Hồi ra giá 4 bộ xích nguyệt làm vùng thâm niên cung cấp tin cho Lam Hà. Dựa vào phương thức báo giá của hắn trước giờ, đây đã là cao nhất. Lam Hà nói, đúng vậy. Nhưng lúc này hắn từ chối. Thâm niên cung trả lời, vì sao? Lam Hà hỏi, đã đáp ứng với công hội Nguyệt Luân. Thâm niên cung nói, rõ ràng đã biết chúng ta mời hắn đến phá bản khi lên 30. Vì sao 4 món bộ xích nguyệt mà đáp ứng trước với công hội Nguyệt Luân chứ? Lam Hà nói, chú cảm thấy hắn có ý đồ khác. Khẳng định chắc luôn. Nghe nói Yên Vũ Lâu cùng với Bách Hoa Cốc cũng ra giá tương tự. Sao chú biết? Hiện tại không dễ hỏi thăm việc ra giá, Lam Hà chỉ thông qua đồng chí nằm vùng mới biết động tĩnh của công hội Luân Hồi. Hội trưởng tụi tụi sang hỏi, Lam Hà thoải mái. Các công hội lớn cạnh tranh nhau nhưng vẫn là quen biết nhau. Thời điểm khó lắm bắt này cũng là hóa thù thành bạn, trao đổi tin tức. Tỉ như Sa Tiền Tử từng quát lại với cậu, nhưng mà chiến đội Vi Thảo và chiến đội Lam Vũ tuyệt đối là một đôi tử địch. Đương nhiên công hội trong trò chơi nhìn nhau cũng không vừa mắt. Hội trưởng tụi tụi chuẩn bị lâng giá. Làm vùng thâm niên côn đột nhiên tiếp sóng tin tình báo ấy. Hạ bao nhiêu? 5 bộ trang bị sức nghiệp. Lam Hà giật mình bất chợt sáng tỏ. Chẳng lẽ là vì lý do này cố ý hạ thấp giá trị mình một lần? Lại là mềm lạt mềm buộc chặt, lấy lùi làm tiến, chọc cho các công hội tranh nhau mua, lập tức lưng giá trị của bản thân. Loại giá trị này lên rồi cũng không dễ xuống, trừ khi hắn không làm được nhiệm vụ mà chủ thuê giao. Hiện tại Luân Hồi định giá cùng là trao đổi thông tin, bọn họ còn có Yên Vũ Lâu và Bách Hoa Cốc có thể cũng giống vậy. Nhưng mà tên hội trưởng này cũng không phải là kẻ làm vùng bên công hội đối địch, các tin tức trao đổi đều là lừa thật lừa giả. Lam Hà muốn dựa vào đó để phán đoán quả thực không chính xác. Cậu ta chỉ biết 5 bộ chức nghiệp này vượt qua mức giá mà mình định cho Quân Mạc Tiếu. Chiêu này quá đỉnh, Lam Hà cảm khái. Nếu đã hiểu ý đồ của Quân Mạc Tiếu, Lam Hà cảm thấy mình có thể bàn bạc với Quân Mạc Tiếu để chuẩn bị tin nhắn. Bỗng làm vùng thâm niên côn lại báo địch, lại cự tuyệt. Còn cự tuyệt hắn muốn thế nào, vì lý do gì, còn yêu cầu gì nữa? Lam Hà kinh ngạc, 5 bộ chức nghiệp, thế là hắn đã cắn răng chích máu lắm rồi. Tên này còn không thỏa mãn, thực sự là muốn chọc điên các công hội sao? Không yêu cầu gì cả, hắn vẫn là nói đã đáp ứng công hội Nguyệt Luân. Sao lại thế? Mấy chú định thế nào? Lam Hà hỏi. Không biết, hội trưởng đang chửi thề kia. Lúc này hội trưởng khu 10 công hội Luân Hồi, cổ ập đương nhiên không thể bình tĩnh. 4 bộ chức nghiệp gã đã cảm thấy là giá khá hợp lý, hai bên nên kết sổ. Nhưng mà Quân Mạc Tiếu từ chối quá nhanh, tin nhắn vừa sang chưa tới một giây đã đáp lại. Cô ẩm quả nhưng hoài nghi người này hay không là tự động cài trả lời, bằng không thì không làm gì mà nhanh thế. Tùy tiện thử hai câu có vẻ quả thực không phải trả lời tự động, người này không quan tâm tới cái giá này là thật. Cô ẩm cũng không phải là đồ đất, hơn nữa thần ở giữa thế cờ, sau khi giá bị cự tuyệt gã đã đưa ra kết luận. Quân Mạc Tiếu muốn ăn dày một phen trước cả Lam Hà, tên này chắc chắn là nhằm trúng thời điểm tất cả công hội đều bỏ hơi tai tranh mua hắn như thế này. Cô ẩm tạm thời bình tĩnh, chạy tới liên hệ các hội trưởng đại công hội khác, ai lấy đều là lòng đầy căm phẫn, mắc mỏ Quân Mạc Tiếu rượu mời không uống, cả đám cứ như là gặp phải kẻ thù giết cha. Cô ẩm đương nhiên không bị những cái lời trên lừa gạt, đám kia ra vẻ thống hận Quân Mạc Tiếu đơn giản là để lại dụ đám còn lại, khiến mọi người nghĩ rằng họ không ra giá nữa. Cô ẩm tin rằng đám hội trưởng kia đều giống gã, chắc là đã quyết tâm lưng giá chuẩn bị mời gọi lần nữa, bởi vậy mới là làm bộ làm tịch, hy vọng đối thủ cạnh tranh lơ là. Hừ, anh mày éo chơi nữa. Sau cùng cô ẩm ném ra câu như thế cũng là nhằm mục đích đánh lừa, tiếp tục vung tay ra giá, quất luôn 5 bộ trang bị chức nghiệp. Biên độ tăng lên tương đối lớn, cô ẩm nhìn thấy hội trưởng đều không có ý bỏ, vì thế quyết định xài sang một chút. Các cảm thấy cái giá bản thân đưa ra có lẽ không hợp ý Quân Mạc Tiếu, nhưng ít nhất cũng khiến cho đối phương cảm nhận được thành ý của mình, có thể thực sự đến bàn bạc. Ai ngờ vẫn là tin hồi âm chưa quá một giây như trước. Lần này cô ẩm không giả vờ mất bình tĩnh mà thực sự mất bình tĩnh, trả giá như thế mà còn cự tuyệt, thằng này muốn làm gì, trả luôn công hội choán à? Cô ẩm khó chịu, cực kỳ khó chịu, vài lần ra giá bị cự tuyệt khiến gã hơi mất lý trí. Lúc này gã đã chẳng còn suy nghĩ cướp Quân Mạc Tiếu về phục vụ cho công hội, chỉ muốn dùng cùng Quân Mạc Tiếu phân tài cao thấp, xem tâm người này rốt cuộc cào thầm nhược nào. Vì thế cô ẩm lại PM một tin nhắn sang, 8 bộ chức nghiệp thế nào, lần này ông anh nên vừa lòng rồi chứ. Đưa ra giá này cô ẩm không có thương lượng cùng bất kỳ ai, giận dỗi mới nhắn tin qua, thằng lỏi mi không phải bụng dạ đen tối sao,
được tao dùng giá này hẳn là không thể tưởng được, quất thẳng vào mặt mi, cho mi trợn trắng mắt há mồm. Cho mi hết biết nói, cô ẩm đang theo đuổi khoái cảm thắng lợi của bản thân. Kết quả một giây chưa tới, tin nhắn lóe lên vẫn là kiên quyết, như chưa từng suy xét. Cô ẩm gần như không dám mở nhìn, lòng gã có dự cảm xấu, nhưng mà xem thì vẫn là phải xem. Đáp ứng với công hội Nguyệt Luân rồi, đạch vẫn là câu này. Lần nào cự tuyệt dùng mỗi câu này, cô ẩm hiện tại đã rõ tên này, cài trả lời tự động. Hắn nhảy, hắn đây là cài can chun C cùng can chun V con mẹ nó rồi. Ông muốn thế nào? Cô ẩm như thế tâm hồn của mình rít gào. Tôi phải vào phó bản rồi, nói chuyện sau. Một giây cũng là không hồi âm lại. Chương 150, lo lắng thành gà mờ. Bị đánh bại không chỉ mình cô ẩm, đáp hội trưởng công hội khác dù chưa hẳn bị kích thích tới quất luôn cái giá 8 bộ trang bị chức nghiệp như gã, nhưng cả giấy mà còn bị từ chối trong một giây, đám hội trưởng kia chỉ có thể làm ra cái chuyện gì giật cơn hơn cơ chứ. Lúc này những vị hội trưởng xếp hàng bị từ chối thực sự không ra bộ nữa, chửi cha chửi mẹ kia là hàng thật giá thật. Họ không giống cô ẩm, vẫn là đang bực tức với cái lòng dạ đen tối của quân Mạc Tiếu. Mà sau khi cái giá 8 bộ chức nghiệp biến thái bị từ chối, cô ẩm tỉnh táo bắt đầu suy nghĩ theo hướng của Lam Hà lúc đầu. Quân Mạc Tiếu này có ý đồ gì khác? Ê, có phải tên này đang âm mơ gì không? Bây giờ hai vị hội trưởng đang giao lưu với nhau, chính là gia đội Hàn Đàm cùng Lam Hà. Cả hai chưa ra tay trong cuộc đấu giá lớn này, chỉ là lặng lẽ xem xét. Lam Hà vì lắm bắt được thông tin nằm vùng bên công hội luân hồi mà rơi vào mờ mịt. Giờ đột nhiên gia đội Hàn Đàm tìm hỏi câu đề. Lam Hà lập tức đánh giá bọn mưu đồ bá đạo cũng không phải dạng vừa, sợ cũng có con át chủ bài trà trộn công hội lão ấy chứ. So với những hội trưởng khác, hai người quả thực là hai kẻ lý trí và bình tĩnh nhất, cũng có suy nghĩ giống nhau nhất trong cuộc đấu giá này. Thế nên gia đội Hàn Đàm đặc biệt chạy tới họp kín cùng Lam Hà. Tôi vốn cho rằng hắn định lấy lui làm tiến nâng giá trị con người, nhưng hiện tại xem ra không giống thế. Lam Hà nói, tụi tra được đám người Điền Thất Nguyệt Trung Miên từng trải qua với hắn vài lần thuộc công hội Nguyệt Lân, đều là quen biết đã lâu. Gia đội Hàn Đàm nói, chưa chắc, tụi nghe nói bảo Nguyệt Trung Miên đã bị quân Mạc Tiếu cướp quái hồi thôn Tân Thủ, từng giờ ba mắng quân Mạc Tiếu ngoài phó bản, về sau mới là chơi chung với nhau. Lam Hà kể chuyện. Có chuyện thế à? Gia đội Hàn Đàm chú ý tới quân Mạc Tiếu chết hơn Nam Hà, bỏ lỡ đoạn quá khứ này. Ừ, có ra sao hiện tại cũng là bạn đấy thôi. Có lẽ chỉ là đánh hữu nghị giúp một trận. Gia đội Hàn Đàm nói, thế à, nếu thực sự là đánh hữu nghị, Lam Hà cực kỳ buồn bực. Ban đầu cậu cũng tính chơi chiêu này, cuối cùng thất bại. Bây giờ lại bị một cái công hội bản thân không thèm để ý như là Nguyệt Luân dùng thành công, cảm giác thất bại quá mãnh liệt. Nói thế nào đi nữa, kỷ lục vùng đất nô lạc e là sắp rơi vào công hội Nguyệt Luân mất rồi. Gia đội Hàn Đàm nói. Lam Hà không hoài nghi thực lực quân Mạc Tiếu. Vùng đất lưu lạc, phó bản cấp 28-30, là một cái tòa thành hoang vắng, cũ kỹ, đặt tại khu luyện cấp vùng đất lưu lạc, được một đám lưu manh ngang ngược nhất trong vùng đất lưu lạc xem như là căn cứ của chúng, vì thế tạo thành phó bản. Phó bản bắt đầu từ cấp 28, đám diệp tù đương nhiên là đánh quá nhiều lần, có điều trước mắt có một thành viên mới gia nhập như Phong Hoa, vì để nhân vật thiện xạ hòa hợp với cách đánh của đội ngũ, đấu pháp đương nhiên phải sửa. Đổi lại là một người chơi bình thường, đột nhiên thay đổi nhân vật có thể xảy ra vấn đề. Nhưng có đại thần chuyên nghiệp như Diệp Tu ở đây, tùy tiện vứt đến một cái tổ hợp đủ loại chức nghiệp cũng có thể thiết kế trơn tru đấu pháp thích hợp. Giờ chỉ mới thay đổi một thành viên, có gì khó khăn với hắn? Chuyến phó bản này chỉ là thử nghiệm thôi, chúng ta dựa vào Phong Hòa mà điều chỉnh đấu pháp của mình. Sau khi vào vùng đất lưu lạc, Diệp Tu nói với mọi người, hả, yên tâm, cái phó bản này tụi chơi không biết bao lần rồi, quen lắm. Phong Hòa dũng cả bảo, thế à, vậy chúng ta bắt đầu. Tụi chỉ huy đây, Diệp Tu nói, không sao cứ nói đi. Bánh bào 8 giờ, Hàn Yên Nhu 10 giờ, Yên Mộc kéo rẽ phía trước, Phong Hòa đến cửa sổ đá bên phải. Tụi đánh gì ông làm lấy là được. Đã đợi đã, đây là đấu pháp gì? Phong Hòa trợn mắt há mồm. Hướng 8 giờ, bánh bào xâm lấn bên phải đi có hai tên lưu manh. Hướng 10 giờ, Hàn Yên Nhu có hai tên lưu manh. Còn cái chỗ rẽ phía trước mà Phong Yên Mộc phải đi, dù là lưu manh hay kẻ trộm thì cũng chừng 4 tên NPC đang ngồi chơi bài. Thế mà cũng kéo lại. Nào nói phần mình, cửa sổ đá bên phải, lúc đi qua đấy có hai tên lưu manh đang uống rượu đó sao? Bản thân không thể kinh động tới hai NPC này để neo được cửa sổ đá. Đấu pháp chúng ta không đánh như vậy thì kỷ lục phó bản không phá được. Diệp Tu nói, đội ngũ của họ bản về trang bị không hề nổi trội so với đội ngũ đang chiếm kỷ lục là Lam Khê Các. Đội 5 người kia chơi nguyên bộ chức nghiệp cộng thêm vũ khí tím cấp 30, điểm sát thương coi như đạt cao hơn.
như thế lấy được kỷ lục 30 phút 45 giây 66 hiện tại. Còn đội ngũ các công hội khác đứng gần bọn họ trang bị khá cũng là khác cấp bậc, cách kỷ lục đứng đầu chỉ là một khoảng nhỏ. Đây quả thực là cực hạn của vùng đất lưu lạc đối với người chơi bình thường rồi. Nếu đội Diệp Tu chỉ dùng đấu pháp bình thường chắc chắn vượt không nổi kỷ lục này. Họ muốn phá tất phải phát huy ưu thế kỹ thuật của mình, tựa như lúc trước phá pháo bản rừng rậm băng xương. Diệp Tu dựa vào kỹ thuật của mình làm được cái đấu pháp một đợt sóng xô mà người chơi bình thường làm không nổi, thế nên mới đạp đổ được kỷ lục người khác lập ra. Nếu vẫn đánh dập khuôn như đội ngũ của người chơi bình thường, đại thần như hắn không khác biệt gì với cao thủ bình thường, thành tích cuối cùng đương nhiên là không vượt nổi. Làm sao có thể phá? Đây chẳng phải là chịu chết? Phong Hoa ầm ĩ không ngừng. À, ông cứ làm theo tụi nói. Vừa đánh vừa giảng ông nghe. Mọi người lên. Diệp Tu vừa dứt lời, ba người cùng lao ra. Phong Hoa mở mịt hai tên lưu manh đang rượu chè chén kia. Sao tụi qua được cái cửa sổ kia? Phi súng lên. Diệp Tu nói, còn hai tên lưu manh biến mất ngay thôi. Diệp Tu nói lời này, quân mặt tiếu quán xông lên, chiến màu lướt qua hai kẻ trộm hướng một giờ lọt vào tầm công kích. Sau đó xoay người lộ liền hai phát súng đùng đùng. Hai tên lưu manh đang uống rượu bị kinh động, sau đó bị ném chai rượu về phía quân mặt tiếu thì chạy nhanh đến. Một bình ông rượu bốn khoái, Phong Hoa kinh ngạc không thôi. Lúc hắn ta dẫn đội tới đây, tổng cộng 8 NPC quanh đây, cứ hai người hai em. Còn đội này thì ngược lại, mỗi đội đánh hai em. Quân Mặc Tiếu 4 em, chưa thì đã lại bảo bậc thầy pháo súng đến chỗ rẽ phía trước kéo 4 em, cộng lại là 12 em NPC. Phong Hoa kích động tới muốn rời khỏi phố bản, còn không lên. Nếu lúc này là phá kỷ lục thật, giờ ông đã làm trễ không ít thời gian rồi. Diệp Tu nói, thao tác dưới tay không ngừng, Quân Mặc Tiếu xử lý 4 con quái tinh anh trong phố bản vô cùng thanh thạo. Phong Hoa vướng người chạy tới bên dưới cửa sổ, góc nhìn vẫn quay về Quân Mặc Tiếu đang đánh quái, chạy đến khi đập mặt vào tường mới nhận ra, dùng phi súng lên. Ông cứ thế tốn không ít thời gian. Dụ quái đã hơn 10 con rồi mà ông còn chưa làm được gì hết, Diệp Tu nói. Lúc phi súng cố hết sức bắn vào quái luôn, đừng lãng phí mấy phát súng ấy. Diệp Tu lại phân phó một tiếng. Sự tự tin vô bờ bến của Phong Hoa khi mới vào bản vừa mới hơn 10 giây đã tan tành thành mây khói. Một mình Quân Mặc Tiếu đánh 4 quái, bánh bao xâm lấn Hàn Yên Nhu giờ mỗi người đang chiến 2 quái. Phong Hoa nhìn thử phát hiện ra không phải bọn họ đang dẫn quái, đây rõ ràng là đang giết quái, chẳng qua vừa giết quái vừa dẫn quái đi theo hướng dẫn cần tới. Phong Hoa không dám lơ mơ, chuẩn bị vội vàng nhảy lên cửa sổ bằng đá nọ. Kết quả lòng của đang kinh hãi tay run, không tính tốt khoảng cách, không nắm chắc sức lực, nhảy lên đập thẳng mặt bò lên tường, dùng công phu than năng leo tường trượt dần xuống. Diệp Tu vừa nhìn thấy tim đã thình thịch. Phong Hoa này dẫu sao là một cái hội trưởng, không mong hắn có trình độ thao tác như đám được nhu hay bánh bao, ít ra cũng phải quen tay như Điền Thất và Nguyệt Trung Miên. Thế nhưng ngay cả cửa sổ cũng nhảy không lên nổi. Không phải là má mới đấy, mà mới đó chứ. Sự hãi hùng của Diệp Tu lúc này không kém hơn Phong Hoa bao nhiêu. Nếu là chim non chỉ chết toi, phải biết rằng lần kỷ lục này chủ yếu là dựa vào kỹ thuật. Nếu Phong Hoa là một kẻ quen tay còn sắp xếp được việc đánh chơi, nếu mà má mới thì không thể đụng được. Không phải ông nhảy không được đó chứ? Diệp Tu hỏi. Không phải, lo lắng thôi, Phong Hoa nói. Lo lắng cái gì? Đấu pháp mấy người hơi quá rồi, Phong Hoa nói. Bình tĩnh, phần sau còn quá đáng hơn, Diệp Tu nói. Hả? Ông mau nhảy lên đi, Diệp Tu vừa nói vừa nhìn chằm chằm. Hắn muốn xem kỹ thuật của Phong Hoa. Nếu thực sự người mới chơi thì quyết đoán đổi người. Gamer không đáng sợ, gamer không hiểu mà giả hiểu mới là đáng sợ. Lần này Phong Hoa đi đúng khoảng cách, quyết đoán nhảy lên vững vàng đáp xuống. Diệp Tu nhìn khoảng cách và sức lực lắm tốt, hóa ra không phải là ma mới thật. Tôi bảo dùng phi súng sao ông lại nhảy thẳng? Nhưng mà có chuyện vẫn phải nói. Hả? Tụi quên mất. Làm lại ư? Phong Hoa nói. Làm lại đi, tiện thể luyện luôn. Dùng phi súng để lên có lẽ hơi khó, nếu ông thực sự làm không được thì cứ thế đi, Diệp Tu nói. Có thể mà, Phong Hoa vội nói. Kỹ thuật phi súng là bay ngược, mà cần khống chế súng để nắm giữ tốt khoảng cách và độ cao khi bay của mình. Toàn bộ điểm rơi phải dựa vào kinh nghiệm và phán đoán, trong quá trình bay không hề có thời gian chuyển góc nghỉ. Phong Hoa nhảy xuống cửa sổ, đi đúng khoảng cách. Diệp Tu nhìn thoáng qua chỗ đứng của hắn ta lập tức nói, ông chuẩn bị dùng mấy phát súng? 6 phát à? Phong Hoa nói. 6 phát đụng trúng đầu. Đụng trúng đầu rất cao, không được vào cửa sổ, Diệp Tu nói. Thế à, vậy xa hơn một chút, ông gần thêm một chút, 5 phát là được, Diệp Tu nói. Ở đây, Phong Hoa bước một bước. Được. Ok, Phong Hoa đáp lại, đứng ở vị trí nhảy qua, xoay người giữa không trung, rút súng ra bắn súng điên cuồng. 5 phát súng liên tiếp bắn một cái lực đẩy mạnh, quả nhiên vừa hay, nó tới khung cửa sổ. Lúc này tôi một tranh dẫn 4 con quái đến chỗ rẽ, 4 người kia nhanh chóng tụ 12 con quái lại một chỗ, công kích cực nhanh. Phong Hoa ngồi xổm nơi cửa sổ rất tĩnh mịch. Cũng phải là mình cũng đâu có phải là tới làm cảnh. Phong Hoa, ông tấn công 2 con giữa vòng vây đấy, có chú ý được gì không? Tiếng nói ra lệnh cho hắn ta rốt cuộc cũng tới.